Cô chào các bạn học sinh. Hôm nay cô rất vui khi lại được gặp các bạn trong bài học luyện từ và câu mở rộng vốn từ truyền thống. Các em thân mến, đất nước Việt Nam chúng ta trải qua hàng nghìn năm văn hiến với các giá trị truyền thống được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là những nét văn hóa, bản sắc của dân tộc. Đó là những giá trị đạo đức, tinh thần. Những giá trị truyền thống đó thể hiện qua các vật thể và thể hiện qua các giá trị tinh thần khác nhau. Cô ví dụ truyền thống vật thể áo dài Việt Nam, truyền thống đạo đức tôn sư trọng đạo, truyền thống nhân ái, truyền thống yêu nước và rất nhiều giá trị truyền thống khác được hình thành trong quá trình phát triển của dân tộc ta. Đầu tiên, cô cùng các bạn đi tìm hiểu truyền thống là gì? Truyền thống là lối sống và nếp nghĩ, được hình thành từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ truyền thống là từ ghép Hán Việt, gồm hai tiếng lập nghĩa nhau. Tiếng truyền có nghĩa trao lại, để lại cho người sau, đời sau, ví dụ, truyền thụ, truyền ngôi. Tiếng thống có nghĩa là nối tiếp nhau không dứt. Ví dụ, hệ thống, huyết thống. Và bây giờ các em dựa theo nghĩa của tiếng truyền, xếp các từ trong ngoặc đơn thành 3 nhóm. Truyền thống, truyền bá, truyền nghề, truyền tin, truyền máu, truyền hình, truyền nhiễm, truyền ngôi, truyền tụng. Nhóm A, truyền có nghĩa là trao lại cho người khác, thường thuộc thế hệ sau. B, truyền có nghĩa là làm lan rộng, hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết. C. Truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người. Các bạn suy nghĩ xong chưa nè? Và cùng so sánh đáp án với cô nhé. Truyền có nghĩa là trao lại cho người khác, thường thuộc thế hệ sau. Cô có truyền nghề, truyền ngôi, truyền thống. Truyền nghề có nghĩa là một nghề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cô ví dụ như là nghề làm gốm, nghề làm tranh đồng hồ. Truyền ngôi tức là truyền ngôi vua. Truyền thống thì các bạn đã biết rồi, cô ví dụ như là truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, cũng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếp theo, truyền có nghĩa là làm lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết. Cô có truyền bá, truyền hình, truyền tin, truyền tụng, tức là truyền ra nhiều thông tin, ví dụ như là truyền tin phòng chống dịch COVID-19. Cuối cùng, truyền có nghĩa là nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người. Cô có từ truyền máu, truyền nhiễm. Truyền nhiễm cô ví dụ như là những căn bệnh có thể lây từ người sang người, ví dụ như bệnh COVID-19, corona, hoặc là bệnh cảm, cúm, vân vân. Bây giờ cô qua bài tập 3 nhé. Bài 3, tìm trong đoạn văn những từ chỉ người và sự vật gợi nhớ lịch sử và truyền thống dân tộc ta. Cô có đoạn văn sau. Tôi có dịp đi nhiều miền đất nước, nhìn thấy tận mắt bao nhiêu vết tích của tổ tiên để lại. Từ nắm tro bếp thuở các vua hùng dựng nước, mũi tên đồng cổ loa, con dao cắt rốm bằng đá của cậu bé làn giống nơi vườn cà bên sông Hồng, đến thanh gươm giữ thành Hà Nội của Hoàng Diệu, cả đến chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản. Ý thức cội nguồn, chân lý lịch sử và lòng biết ơn tổ tiên truyền đạt qua những di tích, di vật nhìn thấy được là một niềm hạnh phúc vô hạn, nuôi dưỡng những phẩm chất cao quý nơi mỗi con người. Tất cả những di tích này của truyền thống đều xuất phát từ những sự kiện có ý nghĩa diễn ra trong quá khứ, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đạo sống của những thế hệ mai sau, theo Hoàng Phủ Ngọc Tường. Các bạn tìm cho cô trong đoạn văn này những từ ngữ nào chỉ người và sự vật. Chúng ta cùng đi tìm với cô nhé. Trước hết, cô và các em cùng dò theo từng câu. Câu đầu tiên, cô dò tìm thấy được từ
nắm cho bếp. Đó là từ ngữ chỉ sự vật. Và từ các vua hùng, từ ngữ chỉ người. Mũi tên đồng cổ loa, từ chỉ sự vật. Con dao cắt rốn bằng đá, cũng chỉ sự vật. Và cậu bé làng giống, chỉ người. Vình cà bên sông Hồng, chỉ sự vật. Thanh gươm, sự vật. Hoàng diệu, chỉ người. Chiếc hốt đại thần. Và cuối cùng, Phan Thanh. Sau đây cô sẽ xếp những từ ngữ chỉ người và từ ngữ chỉ sự vật vào từng bảng để các bạn dễ quan sát. Từ ngữ chỉ người gồm các vua hùng, cậu bé làng xóm, Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu. Từ ngữ chỉ sự vật, nắm tro bếp thổ các vua hùng, mũi tên đồng cổ loa, con dao cắt rốn bằng đá, vườn cà bên sông Hồng, thanh gươm giữ thành Hà Nội. Chiếc hốt đại thần của Phan Thanh Giản. Các em thân mến, những từ ngữ chỉ người sử sự vật này các em đã được nghe ở một số câu chuyện, truyền thuyết và cổ tích rồi đúng không? Cô ví dụ như là sự tích cậu bé làng giống, truyền thuyết về các vua hùng. Và các em hãy sử dụng những từ ngữ chỉ người chỉ sự vật gợi nhớ lịch sử khi chúng ta viết những các bài học liên quan về truyền thống nhé. Các em thân mến, vậy truyền thống là lối sống và nếp nghĩ được hình thành lâu đời và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong bề dày lịch sử của dân tộc trải qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt, đó là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vậy từ đâu chúng ta giành được những thắng lợi vẻ vang? Đó là những truyền thống tốt đẹp, nhân ái, đoàn kết, yêu nước. Vậy trong ngày nay, trong thời kỳ chống dịch như chống giặc, chúng ta cùng phải có những truyền thống tốt đẹp này để duy trì và tiếp tục phát huy để chiến thắng được dịch bệnh theo sự mong đợi của nhân dân, của nhà nước. Qua bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu các em những hình ảnh thể hiện được truyền thống nhân ái, đoàn kết, yêu nước của dân tộc ta. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch, nhân dân ta đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái khắp mọi nơi. Các tổ chức doanh nghiệp quyên góp hàng tỷ đồng. Các tổ chức chính trị như công an, đoàn thanh niên và các anh bộ đội trong khu cách ly làm tốt công tác phòng chống dịch. Đến những các cá nhân có điều kiện và việc làm nhân ái được lan tỏa khắp mọi nơi, khắp mọi phố phường. Và chúng ta thấy đó, lòng nhân ái thật đáng quý biết bao, đúng không các em? Tấm lòng tương thân tương ái đó đi từ những người giàu có nhất đến những người bình thường. Và các cụ già cũng tham gia phòng chống dịch. Lan tỏa từ thành thị đến nông thôn. Các em nhỏ cũng góp phần phòng chống dịch bằng những khoản tiền tiết kiệm của mình. Tinh thần lạc quan đoàn kết của các y bác sĩ trong tuyến đầu phòng chống dịch. Đón các công nhân Việt Nam về nước, không một ai bỏ lại phía sau. Sức lan tỏa trong cộng đồng và sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ và đội phòng chống dịch. Tất cả đều chung sức chung lòng. Niềm vui của các y bác sĩ và bệnh nhân khi họ khỏi bệnh. Niềm vui của những người nghèo khi nhận được những món quà quý giá trong mùa dịch. Sự đồng lòng của các bạn trẻ và tinh thần nhân ái đoàn kết đó, Việt Nam còn thể hiện đối với các bạn bè quốc tế. Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế cho nhân dân các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Ý, Mỹ. Sống khỏe giữa cuộc đời, sống tốt, sống thông minh hơn.
Cuộc sống quanh tôi là như đường nhỏ bé thôi. Bước chân bé xin đi bộ quanh cả trái đất. Để ta sống khỏe giữa cuộc đời, sống tốt, sống thông minh hơn. Chẳng cần gì to lớn, dù sáng hôm nay bạn bè tôi trong cánh tay. Tất cả đồng lòng một cuộc chiến sĩ áo trắng. Những điều nhỏ bé thật vĩ đại, trong tôi thổn thức tiếng cảm ơn. Đất nước tôi là thế, chỉ cần lấy kêu gọi sẽ ở trong nhà đây. Bác sĩ sống cạnh nhà, mình tặng nhau món quà là cả nước đồng lòng, rồi sẽ cùng làm nên điều kỳ diệu. Vượt qua hết những ngày tối tăm, bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và biết ơn mọi người, cùng làm điều nhỏ bé thật vĩ đại. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Đất nước tôi là thế, chỉ cần lấy cước gọi sẽ ở trong nhà để bác sĩ sớm về nhà. Mình tặng nhau món quà là cả nước đồng lòng, rồi sẽ cùng làm nên điều kỳ diệu. Vượt qua hết những ngày tối tăm, bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sau những tiếng cười và biết ơn mọi người, cùng làm điều nhỏ bé thật vĩ đại. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Cuộc đời vì thế. Tiết học hôm nay các bạn thấy có vui không nè? Cô mong rằng các bạn hãy có những suy nghĩ và hành động, dù nhỏ nhoi, nhưng vẫn duy trì được nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Cô chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau nhé!